Trong chuyến thăm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Ford châu Á-Thái Bình Dương vừa qua, nhóm phóng viên xe 2 đã được tham quan quy trình thử nghiệm một mẫu xe mới mà người tiêu dùng Việt Nam hiện đang rất mong đợi. Chiếc xe được trải qua những bài thử nghiệm khắt khe trong những điều kiện nhiệt độ khác nhau, từ sức nóng 50 độ đến cái lạnh âm 25 độ. Và nhiệt độ được thay đổi liên tục theo chu kỳ để đảm bảo toàn bộ hệ thống của chiếc xe đều hoạt động tốt trong mọi điều kiện. Sau những phần thử nghiệm trong phòng, chiếc xe được đem ra ngoài chạy tốc độ cao trên một con đường nghiêng để thử độ cân bằng và ổn định. Một lần nữa, hệ thống treo lại được thử nghiệm trên những đoạn đường gập ghềnh. Cuối cùng, chiếc xe ẩn sau lớp vỏ sơn ô vuông đen trắng cũng được bật mí, đó chính là chiếc Everest Concept. Ngay từ khi nhìn vào phần đầu xe là đã có thể nhận ra sự khác biệt. Mũi xe được thiết kế mềm mại hơn với các đường bo tròn, chứ không thô và cứng cáp như ở các đời trước đó. Tuy nhiên, không vì thế mà nó mất đi vẻ mạnh mẽ của một chiếc SUV. Phần lưới tản nhiệt được làm theo kiểu One Four với hình thang ngược, tương tự như trên các mẫu xe khác của Ford là Fiesta hay chiếc EcoSport vừa ra mắt tại Việt Nam. Cụm đèn pha được làm nhỏ lại so với đời cũ, trong khi cản chiếc lại có kích thước lớn hơn nhiều, đồng thời được mạ chrome sáng bóng. Đây chính là điểm nhấn ở phần đầu để làm cho chiếc xe mạnh mẽ hơn. Bên hông có một đường gân chạy dọc theo thân xe, cùng gờ trên hốc bánh xe lại cho dáng vẻ trẻ trung hơn. Đuôi xe cũng có nhiều cách tân về thiết kế, nó không phải là dạng cửa phẳng mở ra mà thay vào đó là cửa mở lên phía trên. Đèn hậu có thiết kế nhỏ, vừa phải và nối với nhau qua một thanh mạ chrome màu bạc có chữ Everest. Bên dưới cản hậu cũng được mạ chrome và có kiểu dáng gần như cản trước. Everest Concept là thành quả của nhóm thiết kế và phát triển sản phẩm của Ford tại Úc và phiên bản này cũng rất gần với phiên bản thương mại và rất có thể nó sẽ ra mắt thị trường vào năm sau.